Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh tin mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Trong binh chủng đặc công có một lực lượng được gọi là đặc công căn cứ hay còn gọi là đặc công chuyên trách. Đó là những đơn vị đặc công chuyên bám đánh những mục tiêu quan trọng của đối phương như sân bay, bến cảng, kho tàng trên địa bàn có ý nghĩa chiến lược, chiến dịch. Những đơn vị đặc công này thường luồn sâu áp sát những căn cứ của địch, có khi họ ở ngay sát nách những mục tiêu mà họ được phân công bám đánh. Đặc công chuyên trách có một lợi thế do chuyên trách đối với một hoặc vài mục tiêu cụ thể, nên các đơn vị đặc công này có điều kiện trinh sát, nắm rất chắc về mục tiêu, từ lực lượng, phương tiện, cách bố trí cho đến quy luật hoạt động. Trên cơ sở đó, đơn vị đặc công căn cứ có thể xây dựng nhiều phương án tác chiến được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, lực lượng này lại có những khó khăn riêng. Vì bị đánh đi đánh lại nhiều lần nên địch thường xuyên thay đổi cách bố phòng canh gác, cứ sau mỗi một lần bị đánh, chúng lại mau chóng rút kinh nghiệm và đưa ra những cách đối phó mới, hòng chống lại đặc công ta. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, có một đơn vị đặc công chuyên trách mà những chiến công của họ đã trở thành huyền thoại. Đó là đoàn đặc công số 10, đặc công rừng xác. Trong các trận đánh huyền thoại của họ, có một trận đánh mà mãi đến khi chiến tranh kết thúc, đối phương vẫn không thể tìm ra được sự thật. Đó là trận đánh vào kho xăng Nhà Bè đêm mùng 2, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1973. Kho xăng dầu Nhà Bè là một hệ thống kho hoàn chỉnh nằm cạnh sông Nhà Bè, là nơi để hàng của ba hãng nhiên liệu nổi tiếng là Castrol, Shell và Esso. Trong đó, Shell là kho lớn nhất rộng 14 hectare, hàng loạt kho chứa nguyên liệu lỏng, xăng, nhớt phục vụ chiến tranh của các công ty tư bản nước ngoài, nằm dọc sông Nhà Bè với sức chứa lớn đủ cung cấp cho cả chiến trường Nam Đông Dương. Quân cảng Nhà Bè nằm giữa vùng tiếp giáp hai vùng xã Phú Mỹ và Phú Xuân, là nơi Pháp và Mỹ chuyên dùng nhập các hàng quân sự. Một bộ phận bến kê quay và bến đậu của cảng Sài Gòn nằm trên đất Tân Thuận với dãy kho hàng đồ sộ. Lúc bấy giờ, kho được ví như cái dạ dày nhiên liệu của Mỹ ngụy. Do tầm quan trọng của nó nên kho Shell được bảo vệ một cách đặc biệt. 12 lớp hàng rào song sắt, hàng rào chẻ 3 thả dây thép gai bùng nhùng cao 3,5 m, rồi chó nghiệp vụ, ngỗng, mìn, pháo sáng, hệ thống đèn pha, tháp canh. Ngoài việc kho xăng Nhà Bè là một trong những kho được ưu tiên hàng đầu về phòng thủ với hệ thống cấu trúc có chiều sâu, với lực lượng trực chiến có phương tiện phản ứng cực nhanh hiện đại. Đặc biệt, nó còn là nơi có mạng lưới an ninh, cách quản lý nhân viên hết sức chặt chẽ. Ai làm việc này ở đây cũng phải được cấp thẻ đeo sau khi được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia nghiên cứu lý lịch, và vòng 2 phải có giấy phép đặc biệt do Cơ quan Cảnh sát khu cấp phòng. Trong cùng khu vực bồn chứa chỉ có 7 công nhân được vào làm việc dưới sự kiểm soát của 13 tên an ninh. Cuối năm 1973, trong tình hình chiến trường ngoại thành Sài Gòn cần có những đột phá lớn, Bộ Tư lệnh miền Nam đã quyết định đánh phá kho xăng Nhà Bè. Để thực hiện nhiệm vụ táo bạo này, đội 5, đoàn đặc công 10 rừng xác đã được chọn mặt gửi vàng. Để đảm bảo chắc thắng, có hiệu suất cao trong chiến đấu, tổ trinh sát do đồng chí Hà Quang Vóc phụ trách đã 14 lần bơi qua lòng sông rộng, có mực nước sâu, luồn lách ở nhiều hướng. Các anh đã vượt qua nhiều tuyến phòng thủ, khắc phục tất cả các loại vật cản, đột nhập vào kho xăng Nhà Bè để nghiên cứu, tìm hiểu cách bố phòng và quy luật đi lại, hoạt động của địch. Sau nhiều ngày được giao thực hiện thật kỹ các công tác chuẩn bị, đêm ngày mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1973, đội 5 của đặc công rừng xác đã tổ chức một mũi gồm 8 cán bộ chiến sĩ do đồng chí Hà Quang Vóc chỉ huy. Mũi đã bí mật vượt sông Nhà Bè và cả hệ thống đồn bốt địch bố phòng, ngăn chặn vòng ngoài và nhiều tuyến phòng thủ kiên cố của chúng ở bên trong. Trong quá trình xâm nhập vị trí, các chiến sĩ đội 5 đặc công rừng xác đã 3 lần chạm trán với địch, nhưng các anh đã mưu trí và lợi dụng sơ hở của chúng, đưa toàn bộ lực lượng vào đúng mục tiêu. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất là đặt hàng loạt lượng thuốc nổ TNT có sức công phá lớn, áp sát vào các bồn xăng lớn của địch. Đúng 2 giờ 15 phút sáng ngày 3 tháng 12 năm 1973, tất cả 43 bồn xăng của địch đã nổ tung, bốc cháy dữ dội, làm sáng rực xung quanh Nhà Bè và náo động cả thành phố Sài Gòn. Để cứu hỏa, Trung tướng Ngụy quyền Sài Gòn Phạm Quốc Thuần, Tư lệnh quân khu 3 và quân đoàn 3 đã phải trực tiếp đến tận nơi để chỉ huy cứu chữa. Lúc này, dù trong đêm đen, nhưng chúng đã vội vã điều thêm lực lượng cứu hỏa từ Sài Gòn về, kể cả máy bay để yểm trợ. Tuy thế, dù huy động tối đa, song cũng không thể dập tắt được biển lửa ngày càng bốc cao và lan rộng lòng sông Sài Gòn. Lửa cháy trong kho xăng nhà bè và trên sông Sài Gòn kéo dài suốt 9 ngày đêm, tiêu hủy gần 200 triệu lít xăng, một tàu dầu 12.000 tấn và một nhà máy trộn thớt. Sau hôm xảy ra trận đánh, trên trang đầu của báo độc lập của chính quyền Sài Gòn nổi bật hàng chữ: suốt 48 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 12 năm 1973, kho xăng nhà bè bị pháo kích 49 quả đạn. Ở Bộ Quốc phòng, quân đội Sài Gòn ngay sau khi vụ nổ xảy ra đã diễn ra một cuộc họp khẩn cấp. Một ủy ban điều tra hỗn hợp được thành lập gồm các quan chức tai to mặt lớn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Bộ Chỉ huy Cảnh sát Biệt khu Thủ đô, Cục An ninh Quân đội do tên Trung tướng Lê Nguyên Khang cầm đầu. Tham dự cuộc họp này có cả sự tham gia của cơ quan tình báo Mỹ CIA tại Sài Gòn. Đọc được những tin tức này, bộ đội đặc công dừng xác được trận cười hả dạ, cho chúng mày mò kim đáy biển. Tuy nhiên lúc đó các chiến sĩ của ta vẫn chưa lường được dưới chóp bu Sài Gòn đã đau đầu như thế nào, và đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới thấy hết được điều đó. Khi ta vào tiếp quản cơ quan Bộ Quốc phòng Sài Gòn ở số 43 Gia Long, nay là 63 Lý Tự Trọng, chiến sĩ ta phát hiện hồ sơ vụ án kho Shell nhà bè chất đầy đến 4 tủ sắt to. Qua hàng trăm dấu hỏi trong 4 tủ sách hồ sơ, chúng rút ra được một kết luận còn bảo lưu nhưng chỉ mới suýt soát đúng một nửa. Đây là trận đánh do một nội tuyến kết hợp với đặc công Việt Cộng thực hiện. Kết luận trong biên bản mang ký hiệu 0481 TTLQTT. Sự biến hóa xuất quỷ nhập thần của những chiến sĩ đặc công rừng xác càng làm cho kẻ thù thêm ăn không ngon, ngủ không yên và đã góp phần để làm thay đổi cục diện chính trên chiến trường. Đây có thể coi là một trong những trận đánh tiêu biểu cho tiêu chí đánh hiểm thắng lớn của bộ đội đặc công Việt Nam. Súng AK-47, số 1 thế giới và các phiên bản ít biết nhưng vô cùng độc đáo. Thưa các bạn, tất cả chúng ta đều biết người Nga từ thời Morinaga đến sau này như SKS, AK-47 đều dùng cỡ nòng 7 ly 62, tức 0,3 inch cho các loại súng quân dụng tiêu chuẩn của mình. Thế nhưng tại sao họ lại dùng đơn vị đo lường của Anh, Mỹ để áp dụng vào súng của mình? Vì thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh đã khiến cho các máy cái từ Anh xuất khẩu đi khắp thế giới. Và đi cùng với nó là hệ đo lường dùng inch ư? Không phải, nên nhớ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra tại Anh vào khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, nhưng các công xưởng vũ khí sản xuất theo kiểu phương Tây đã có ở Nga từ thời Pyotr Đại đế, tức là từ cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Sau khi lên ngôi sa hoàng Pyotr Đại đế đã có 2 năm thăm thú Tây Âu dưới cái tên giả là binh nhất Pyotr Mikhailovich, trong đó ông đến Anh, nơi ông đã vào vai một thợ đóng tàu. Ở đây, ông đã học được nhiều điều và những cải cách sau này của ông đã thay đổi hoàn toàn nước Nga về nhiều lĩnh vực. Về mặt quân sự, ông không chỉ thành công gây dựng nên hạm đội Nga mà còn mua sắm những loại vũ khí tiên tiến ở nước ngoài. Đồng thời, ông khuyến khích các công xưởng trong nước phát triển chế tạo vũ khí mới, đóng tàu bè, đúc đại bác. Vì vậy, nếu nhìn nhận theo logic hệ đo lường dùng inch phải thu nhập vào Nga từ thời Pyotr Đại đế chứ không phải là sau này, thời cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Pyotr Đại đế đã chuẩn hóa một đơn vị đo của nước Anh là asin vốn khác nhau tùy theo từng địa phương để bằng đúng 1 ja tức 28 inch bằng 71,12 cm. Từ asin người Nga có dium bằng 1/28 asin tức bằng 1 inch hay 2,54 cm hoặc 25,4 mm bằng 1/10 dium bằng 1/280 ja là 1 palinia. Như vậy, đến thời điểm đầu thế kỷ 18, người Nga đã có hệ đo lường riêng của mình, được Nga hóa từ hệ thống đo lường của Anh. Chính vì vậy, chúng ta có thể kết luận thế này, cỡ nòng của khẩu AK-47 nói riêng và rất nhiều loại súng trường của nước Nga là Palinia tức 0,3 inch bằng 7,62 mm với băng đạn 30 viên cỡ đạn 7,62 x 39 mm, không có gì để cản được xạ thủ AK-47 tiêu diệt mục tiêu. Mikhail Kalashnikov, một trung sĩ xe tăng bình thường với sự thôi thúc tìm ra một mẫu súng trường tốt hơn cho người lính Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến với phát xít Đức, đã khiến cả thế giới thay đổi khi Kalashnikov tạo ra khẩu AK-47. Ngày nay, AK-47 đã trở thành mẫu súng trường tấn công phổ biến nhất trên thế giới, có tới hàng trăm kiểu súng khác nhau đã được phát triển từ AK-47. Chỉ tính riêng ở Nga hay Liên Xô trước đây đã có hơn 75 triệu khẩu AK-47 được chế tạo. Theo cây bút Travis Pease của tờ báo Business Insider, khó có thể tìm ra được một câu chuyện mới mẻ để kể về huyền thoại của AK-47 khi ai cũng biết đến nó, từ bà nội trợ, thanh niên, thiếu niên cho đến những người theo chủ nghĩa vô thần. Súng AK-47 lợi hại thì có nhiều đời và nhiều phiên bản, ngoài các phiên bản phổ biến như AK-74, AKM, còn có những phiên bản sau được ít biết đến hơn. Súng tiểu liên AK-47 do Liên Xô phát minh đã trở thành một vũ khí bộ binh huyền thoại phổ biến hàng đầu thế giới. Trong đó có thể kể đến AMP-69 là súng trường tấn công AK phiên bản Hungary. Điều khác biệt lớn nhất là khả năng phóng lựu đạn. AMS-74 là phiên bản của Romania với thiết kế phù hợp với loại đạn 5,45 x 39mm. Ashot là phiên bản Ấn Độ phù hợp với đạn cỡ 5,56 x 45mm. Súng này xuất hiện nhiều trên thị trường chợ đen ở châu Á. AMD-65 là một phiên bản Hungary nữa phù hợp với đạn cỡ 7,62 x 39mm thay cho miếng ốp và báng gỗ. Súng này dùng tay nòng thẳng đứng và báng ngập kim loại. APKM-63, phiên bản này thì khác với mẫu AKM-65 ở chỗ nó có báng gỗ. Masten Era, phiên bản AK của Đan Mạch, ngoại hình của súng không giống khẩu AK kinh điển nhưng cơ chế hoạt động bên trong thì lại giống. T56 là phiên bản AK do Trung Quốc chỉnh sửa và chế tạo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.